Trong chương trình Thư viện Sách Nói hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung truyện ngắn Người ta viết chữ Tây qua giọng đọc Bình Tâm. Cái biển hàng nào viết bằng chữ Pháp đầu tiên treo ở phố Hà Nội? Thật khó mà biết được. Nó là một điều thuộc về lịch sử cần phải tìm ra để đánh dấu cái ngày mà một người Việt Nam bắt đầu dùng thứ chữ phong phú nhất của phương Tây. Từ bấy đến nay, ít ra cũng ngoài 60 năm. 60 năm người mình học chữ Pháp, tưởng đã đến lúc thâu thái được hoàn toàn. Bây giờ, các biển hàng viết chữ Pháp chiếm đến 9 phần 10 trong các biển hàng. Nhiều hàng tuy chỉ giao thiệp với khách hàng Việt Nam thôi, cũng để toàn chữ Pháp. Cũng như ngày xưa, họ đã dùng toàn chữ Nho. Ngày tôi còn nhỏ, ông thầy dạy vẽ của tôi bỏ nghề ra mở một xưởng vẽ ở phố Bờ Hồ. Ngoài cửa hàng treo một cái biển, vẽ một cô gái cười rất xinh, chỉ tay vào mấy dòng chữ. Vì cô gái tôi đi học về, lần nào cũng đứng lại nhìn. Và vì vậy mới thuộc mấy dòng chữ đó đến bây giờ. Đã hơn 10 năm rồi, mà mỗi lần nhớ đến câu chữ Pháp ấy, tôi vẫn không khỏi buồn cười. Nhân thể hôm nay tôi nảy ra cái ý muốn dạo qua tất cả 36 phố của chốn nghìn năm văn vật này để đọc các biển hàng chữ Pháp và xem người mình dùng chữ Pháp đã tiến bộ đến bực nào. Thì quả thực đã tiến bộ rất nhiều. Này đây, những biển... Cái biển được nhiều người ưa chuộng nhất. Sau đó lại đến cái biển xứng đáng với Hà Thành hoa lệ. Và tôi nhận thấy nội trong các hiệu dùng nhiều chữ Tây nhất và dùng một cách đáng yêu nhất là hiệu thợ may. Có lẽ vì các ông chủ hiệu đó may quần áo cho thiên hạ nên họ tự nghĩ bắt buộc phải dùng chữ Tây mới hợp thời. Một hiệu khoe các hàng, hiệu kia thì lại khoe hàng khác. Một hiệu khác tham quan cả Tây lẫn ta và tạo nên được cái tiếng thần tình. Nhưng đến tên các hiệu thì sự văn hóa và cầu kỳ thực đã đến cực điểm. Ấy là mới dạo qua một vài phố đông đúc, chúng ta đã được đọc nhiều câu chữ Pháp lạ lùng. Ở các hang cùng ngõ hẻm, đối với người tò mò, hẳn còn tìm thấy nhiều cách áp dụng chữ Pháp một cách thần tình hơn nữa. Nhưng ngẫm kỹ ra thì cũng chẳng nên lấy làm lạ, vì ở một xứ có tờ báo, nghĩa là có hạng trí thức viết, là khách sạn của thành phố. Mà có phải không, tờ báo Phụ Nữ Tân Văn ở trong Nam đã treo biển Hà Nội 36 phố phường, hàng mứt, hàng đường, hàng muối trắng tinh. Hà Nội đã đổi thay nhiều lắm, những phố cũ hẹp và khuất khúc, với những nhà thò ra thụt vào, những mái tường đi xuống từng bậc như cầu thang, những cửa sổ gác nhỏ bé và kín đáo đã nhường chỗ cho những phố gạch thẳng và rộng rãi, với từng dãy nhà giống nhau đứng xếp hàng. Thẳng và đứng hàng, đó là biểu hiện của văn minh. Khi ông cầm lái chiếc ô tô thì ông ấy lấy làm dễ chịu vì đường rộng, vì phố thẳng lắm. Nhưng đối với người tản bộ đi chơi, lòng thư thả và mải tìm sự đẹp, thì phố xá mới không có thú vị gì. Không có những cái khuất khúc dành cho ta nhiều cái bất ngờ, không có một ngọn cây hoa nhô sau bức tường thấp, khiến chúng ta đoán được cả một thửa vườn nhỏ bên trong. Ở đấy biết đâu lại không thướt tha một vài thiếu nữ khuê các như xưa. Chỉ còn một vài cái ngõ con, ngõ Phất Lộc, ngõ Trung Yên, mấy ngọn cỏ trên mảnh tường cổng ô quan trưởng là gọi dấu vết của Hà Nội cũ. Ngày ấy, đường hẹp, chắc hàng xóm láng giềng ăn ở với nhau thân mật hơn. Người cùng hàng phố tự coi như có một liên lạc cùng nhau. Bên này một cửa hàng tạp hóa có đầy quả sơn đen, có trồng giấy bản và ống bút nhỏ. Có cô hàng thùy mị mà hàng phố vẫn khen là gái đảm đang. Bên kia, nhà một ông cụ tú, có tiếng trẻ học vang, có cậu học trò sinh trai đứng hầu chè thầy bên chàng kỷ.
những nhà cũ của ta có một lối kiến trúc riêng. Ở các phố Hà Nội hiện giờ, thỉnh thoảng cũng còn được một vài cái. Giữa nhà, mảnh sân vuông lộ thiên có bể non bộ và cá vàng. Có dãy chậu lan, có bể đựng nước và trên tường có câu đối chữ nhỏ. Đôi khi đi qua, một cánh cửa hé mở, chúng ta được thoảng nhìn vào. Bóng một thiếu nữ nhẹ qua sân, hình dáng một ông cụ già cúi mình trên cây cảnh. Tất cả cuộc đời của những kẻ bên trong, cuộc đời xưa, những ý nghĩ cũ, những hy vọng và mong ước khác bây giờ. Không còn gì của Hà Nội ngoài năm 60 năm trở về trước, Thăng Long của vua Lê, của chúa Trịnh không còn dấu vết nào. Đâu còn những cung điện ngày xưa, những phụ đế của các bậc công hầu khanh tướng. Thỉnh thoảng, một vài tên gọi còn nhắc lại, một vài đống đất còn ghi dấu. Thế thôi. Chúng ta không biết được mấy về dĩ vãng, về cảnh phố xá kinh kỳ hồi cụ Lãn Ông. Một túi thơ, một bồ thuốc đi từ Bát Tràng đến Tây Hồ để chữa cho hoàng tử. Tôi đã từng nói rằng cái nghệ thuật biển hàng ở Hà Nội đã mất. Ngày xưa, cái biển hàng còn gọi là một cái gì hơn là một cái biển hàng mà thôi. Đó là một bộ phận gì liền với cơ nghiệp và số phận của người buôn. Cái biển hiệu thực hiện của những cố công nhẫn nại và những đức tính ngay thật của chủ hàng. Đề biển phải chọn ngày tốt, phải xin chữ của những người viết giỏi có tiếng. Và người ta thận trọng giữ gìn như một thứ của gia bảo ở những cái biển cũ đã róc sơn. Mà gió mưa bao nhiêu năm đã làm lạt cả vàng sơn, những nét chữ mạnh mẽ và rắn giỏi vẫn còn như nguyên mới. Tôi không khỏi bao giờ đi qua, không dừng bước lại, ngắm nghía ba chữ Đại Vạn Thảo Đường trên cái biển cũ kỹ của hiệu thuốc ấy ở đầu phố Hàng Đường. Ba chữ Đông Hưng Viên cũng sắc nét và còn mới hơn. Ngày trước còn mấy chữ Cộng Hòa Đường viết bằng son đỏ tươi, lối nửa chân nửa lệ, chữ bay bướm trông đến thích. Nhưng bây giờ, người ta đã xóa đi để thay vào bằng lối chữ vuông tân thời trong các quảng cáo ở báo tàu hay bằng những chữ điện tím hoa cà, xanh lá mạ, đêm đêm sáng ngời một góc trời. Tất cả cái gì cũng thay mới. Người ta không những thấy có biển hàng, người ta thấy cả bề mặt cái cửa hàng nữa. Và sự thay đổi bề ngoài ấy đem đến cho phố xá Hà Nội một vẻ mới riêng, hơi lạ lùng và đột ngột. Trong đêm khuya, chúng ta thử dạo chơi các phố. Lúc đó, không bị những ánh sáng và thức hàng làm lóe mắt. Lúc đó, những cửa hàng mới mẻ đã đóng cả và cái phố với căn nhà đều phô bày vẻ thật. Các nhà chỉ thay đổi có phía dưới, sự thay đổi ít khi lên đến tầng trên. Và bây giờ, nếu người ta có phép gì cắt bỏ các tầng dưới và đặt các tầng trên xuống đất, chúng ta sẽ có một hàng phố cũ kỹ với những hình bát quái, mảnh gương và rơi bay. Một phố tựa như phố của kinh kỳ xưa. Chắc thế. Có một ban nào trông coi về vẻ đẹp của thành phố Hà Nội không? Hình như có thì phải. Tuy rằng ban đó không thấy làm cho người ta nói đến mình, nhưng cái đó không hề gì, miễn là ban đó cứ làm việc là đủ. Ngày trước ở trước cửa phủ Toàn Quyền còn có một nhóm tường mà người ta đã phá đi rồi, cách đây đâu 10 năm gì đó. Nhóm tường đó trông xa giống như mâm xôi, ở đỉnh có những hình thù gì tôi không nhớ. Nhưng ở phía dưới có tượng hai người đàn bà nằm choài ra như bơi, tóc buông xõa và lẩn mình vào thành bể. Hai người đàn bà đó người ta bảo là hình dung hai con sông Nhị Hà và Mê Công. Nhóm tượng ấy nghe đâu định dựng ở giữa hồ Hoàn Kiếm, chỗ cái tháp, và như vậy tất phải bỏ cái tháp đi. Chúng ta tưởng tượng phong cảnh Hồ Hoàn Kiếm với cái mâm xôi bằng đá lù lù ấy. May thay không biết có ai phản đối. Người ta bỏ cái dự định ấy và đem nhóm tường dựng ở trước cửa phủ Toàn Quyền, để rồi sau đó ít lâu phá đi.
sự phản đối ích lợi ấy có lẽ là công việc của ủy ban coi vẻ đẹp của thành phố hẳn. Sau đó ít lâu một dạo, ngay bên cổng của đền Ngọc Sơn, chúng ta được trông thấy đứng sừng sững và thẳng tắp một cái cột dây điện chằng chịt và cả đèn điện với những cái bình tích bằng sứ trắng, khiến cho cái cột sắt sơn hắc ín đó như một thứ cây già mọi rợ vụng về. Cái cây đó làm cho vẻ đẹp của cổng đền Ngọc Sơn giảm mất đến 9 phần 10. Nhưng lại may thay, cũng cách sau ít lâu, cái cột đó không còn nữa. Công việc của ủy ban kia chắc thôi. Sau đó ít lâu nữa, cảnh đèn Ngọc Sơn lại chịu phải một sự thêm thắt xấu xa khác. Có lẽ, theo lời yêu cầu của những ai trông nom cái đền đó, người ta đã cho bắc suốt từ ngoài cổng qua cầu vào đến trong đền những vòng sắt nền có những đường uốn lượn ngoằn ngoèo, cũng sơn hắc ín và để mắc đèn. Mắc đèn cho sáng, cho tiện các người đi lễ đền, một ý tốt, rất tốt. Nhưng sao lại phải trả bằng một cách bôi nhọ vẻ đẹp của đền thế? Muốn sáng cổng và sáng cầu thì thiếu gì cách. Mắc đèn vào những chỗ lõm khuất khúc của cổng và của cầu. Đèn để như thế vừa được kín đáo, vừa không làm giảm vẻ đẹp, không kể cái lối ánh sáng đập lại ấy dịu dàng và làm tôn cảnh đền hơn lên. Đằng này mắc những vòng sắt với cách hoa, huét, rẻ tiền kia vào cái cổng đẹp đẽ, có lối kiến trúc riêng, có vẻ cổ xưa ấy. Thực là một cách đập phá mỹ thuật tai hại, không gì bằng. Cho đến cả ba chữ Ngọc Sơn Tự bằng sắt, dán trên một tấm lưới cũng sắt, và có hoa lá cũng sắt nốt, cả cái biển ấy cũng chướng mắt không kém. Những thanh sắt ấy ở đó cũng khá lâu rồi thì phải, mà chưa thấy cái ủy ban nào đó, nếu ủy ban ấy có làm việc gì cả, việc thì rất giản dị, nghĩa là bỏ những cái đó đi là xong. Dạo này, người ta đã xây nhiều bóp cảnh sát phụ ở lác đác khắp Hà Nội, Yên Phụ, Cửa Nam, Bờ Hồ, Quan Thánh, vân vân. Kiểu bóp như là một cái hòm vuông bốn góc thẳng cạnh, có cửa vào và cửa sổ. Việc xây các bóp ấy chắc là ích lợi nhiều cho việc trị an của thành phố. Chúng tôi xin cũng nhận thế, và chỗ đặt bóp cha cũng đã lựa chọn rất tiện lợi nữa. Những bóp khác chả nói làm gì, duy chỉ có cái bóp ở Quan Thánh là làm giảm mất vẻ đẹp của ngôi đền đẹp đẽ ấy. Tuy rằng người ta đã cẩn thận cho cái bóp ấy, đại để vẫn hình vuông, một hình dáng muốn giống chùa chiền bằng cái mái cong cong, bằng vài cái trang điểm theo lối cũ. Nhưng cái chùa giả ấy, trong đó thấy cảnh sát thay nhà sư, không đánh lừa được ai hết. Nhất là người yêu mỹ thuật, yêu Hà Nội, yêu cái vẻ cổ kính của đền chùa. Chỉ quá một tí nữa, làm xa ra một tí nữa ở phía đường bên kia, hay ở ngay vườn hoa đầu đường Quan Thánh, vườn hoa Eckert. Nếu tôi không nhầm, thì có phải hay biết bao không? Ra chi dĩ, những đường vạch thẳng ngay ngắn của vườn hoa ấy lại hòa hợp với cái hình thù vuông vắn của nhà bóp lắm. Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung truyện ngắn Người ta viết chữ Tây qua giọng đọc Bình Tâm. Kỹ thuật dựng và nhạc đệm Thanh Bình, Đường Hậu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thư viện Sách Nói lần sau. Thân ái tạm biệt quý vị và các bạn.